xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên, tính cách qua khuôn mặt. Rất hoan hỉ chào đón các vị đang theo dõi chương trình kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thường có câu trông mặt mà bắt hình dong. Chính vì vậy mà việc thông qua tướng mạo của một người thì ta có thể đoán định được phần nào về tính cách, vận mệnh, sướng khổ, sang hèn của người đó ở trong tương lai. Và điều này không phải quan niệm về mê tín, bởi chính các chuyên gia trong nhân tướng học nổi tiếng trên thế giới cũng phải công nhận rằng tướng là do tâm sinh. Và muốn thấu hiểu được một người nào đó thì chúng ta cần phải nắm được về thuật xem tướng để nhìn thấu bên trong con người của họ. Và điều này thường được người xưa cũng áp dụng để chọn lựa bạn đời hoặc chọn lựa người tri kỷ. Vậy các bạn có tò mò muốn hiểu về tính cách xem tướng người chuẩn xác hay không? Thì sau đây kiến thức tử vi chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn ngay bây giờ nhé. Về tướng người đàn ông vũ phu, nếu ai yêu thì rất dại, có thể mang hại cả đời. Với những sự vũ phu của một người đàn ông không phải lúc nào cũng thể hiện qua bên ngoài, thậm chí là bạn chỉ kịp nhận ra sau khi đã kết hôn. Đây là tướng đàn ông vũ phu, bạn đã biết hay chưa? Trai mà sợ lấy nhầm vợ, gái thì sợ gả nhầm chồng. Với con gái lấy chồng như là đánh bạc. Một người thông minh xinh đẹp không bằng là người may mắn. Chính vì thế mà việc chọn một người bạn đời đáng tin cậy, yêu thương nâng niu mình suốt cả cuộc đời, đó là điều vô cùng quan trọng. Nếu các cô gái nào mà không may chọn phải một người đàn ông vũ phu, cả ngày hầm hè đánh vợ thì than ôi, cuộc đời thật là một bi kịch. Chẳng những hối hận muộn màng mà còn không biết tìm ai chia sẻ. Ai bảo trước đây si tình mở mắt chọn phải anh ta. Về kỳ thực, với những bi kịch đó, nó hoàn toàn có thể khéo léo thì tránh được. Chỉ cần bạn để tâm xem tướng thì sẽ đoán định được người kia liệu có phải đàn ông vũ phu có khuynh hướng bạo lực gây nguy hiểm đến mọi người hay không. Thứ nhất là đối với một người đàn ông có bộ tóc thẳng với những sợi tóc thô cứng. Người ta nói mái tóc mà ngắn, sợi thẳng mà thô cứng thì là người có tính cách thường thẳng thắn, nóng nảy. Bất cứ chuyện gì cũng không vừa ý, cũng có thể tranh cãi với người khác. Trong cuộc sống vợ chồng, người này hiếm khi nhường nhịn đối phương. Nếu bất đồng lên cao là đầu óc không còn tỉnh táo thì rất dễ dẫn đến chuyện tranh cãi nảy lửa và trở thành một người đàn ông vũ phu có thể sẵn sàng dùng hành động để đàn áp đối phương này. Về thứ hai là đối với người đàn ông mà có bộ lông mày giao nhau và mọc toán loạn không ngay ngắn. Với những người này là người có đường lông mày dài quá gần nhau, có thể là giáp nhau gần như là nối thành một đường, thì tính cách của người có phần cố chấp và người này rất nóng tính. Với đường lông mày mà toán loạn không ngay ngắn, nó thể hiện tâm trạng của anh lúc nào cũng bất an, tính cách thiếu điềm tĩnh, khó khống chế được cảm xúc mà hay tức giận vô cớ. Với người có lông mày mọc ngược chiều, với các sợi lông mày đâm xiên lung tung như cỏ dại cũng là người nóng nảy. Trong một cuộc sống hàng ngày, khi gặp phải chuyện không như ý thì thường là thể hiện ngay ra bên ngoài. Bắt đầu từ việc là công kích bằng lời nói, dần dà tăng lên thành xung đột chân tay. Với những mẫu người như vậy thì chị em nên phải tránh xa trước khi quá muộn, bởi đó là một trong những mẫu người rất nguy hiểm điển hình. Tốt nhất là đừng bao giờ khiến họ trở nên tức giận. Với người đàn ông mà có lông mày thưa thớt, màu sắc nhạt thường là người rất lạnh lùng vô cảm. Họ không quá quan tâm đến cảm xúc của người khác mà chỉ biết ích kỷ nghĩ cho mình. Người này được cho là người hờ hững, thờ ơ cả với người thân, không coi trọng tình cảm gia đình. Có những người mà có lông mày rất ngắn hoặc là xương lông mày gồ lên rõ rệt. Nếu độ dài của lông mày ngắn hơn mắt, nó thấy rõ là so với độ dài của mắt quá nhiều thì đó chính là dáng lông mày ngắn. Còn xương lông mày mà gồ lên, chỉ việc khi ta quan sát mặt nghiêng của nó với đường lông mày sẽ nhô hẳn lên thì người này tính cách thường độc đoán, chuyên quyền, rất dễ động thủ với mọi người. Về thứ ba
là đối với người có mắt tròn nhỏ mà có vằn tia máu ở trong mắt. Về theo quan niệm trong dân gian thì với những người đây là những người mau nước mắt, thường có cuộc đời đau khổ, có số khắc bạn đời, đặc biệt là với lòng trắng mắt nhiều hơn lòng đen, hay còn gọi là mắt tam bạch hay tứ bạch gì đó, thì người này có cuộc sống hôn nhân gặp rất nhiều trắc trở. Nếu tuổi chưa nhiều mà đuôi mắt đã có nhiều nếp nhăn thì trong cuộc sống đây là người có số xung khắc với bạn đời, có thể hai vợ hoặc hai chồng và thường xuyên khắc khẩu với nhau. Còn với đàn ông có mắt nhỏ tròn, lồi rõ ra ngoài, trông như là mắt heo, thì đây là tướng rất dữ. Người như vậy là người có tâm địa tám phần xấu xa, tính cách hung bạo, cũng là tướng đàn ông vũ phu. Chính vì vậy mà người phụ nữ cần phải tránh xa. Nếu như một người mà có lòng mắt thường là vằn lên nhiều tia máu, nó giống như những đường lưới mắt cá dọc ngang ở trong lòng mắt, ở hai bên khóe mắt cũng có tia máu. Ở trong nhân tướng học có nói, đó được coi là xích ti quán đồng. Với loại người này, phần lớn là người có tính nóng nảy, rất dễ nổi giận và mất lý trí. Đôi lúc chỉ vì một câu nói hay một hành động nhỏ trái ý cũng khiến cho người này nổi giận cuồng phong và có khuynh hướng bạo lực. Về thứ tư là đối với người đàn ông có tai dài nhọn, dái tai quá mỏng. Về trong nhân tướng học xem tướng người cho biết, về tai, tai dài và nhọn thì phần dưới tai nhỏ với dái tai mỏng là tướng đàn ông vũ phu, ưa bạo lực, đặc biệt là nếu tai phía trên nhọn như tai mèo thì là người có tính khí càng nóng giận bất thường, thiếu lý trí và rất dễ bị kích động trong cuộc sống. Về thứ năm là với những đặc điểm khác trên khuôn mặt, đối với người đàn ông mà có lưỡng quyền nhô cao là người có tính cách rất hiếu thắng, không thích bị gò bó, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn với mọi người và quan hệ xã hội không được tốt. Với người có trán thấp, mắt nhỏ là người có tính cách nhỏ nhen, có phần hung hiểm, rất dễ ghi hận, chỉ chuyện nhỏ cũng sẽ thù hằn và tìm cơ hội để trả thù ngay. Với những tướng đàn ông như trên đều là những người có tính cách mạnh mẽ, bạo ngược, rất dễ động thủ. Trong cuộc sống, họ rất dễ mất kiểm soát về bản thân. Khi mà gặp phải những khó khăn, dù là người đầu ấp tay gối, yêu thương trong lòng, nhưng khi cơn giận nổ lên thì sẵn sàng ra tay động thủ. Đây cũng là tướng đàn ông vũ phu rất đáng sợ. Tuy nhiên, nếu như kiên trì và có lòng quyết tâm không ngừng trau dồi, tu dưỡng đạo đức bản thân thì vẫn có khả năng cải thiện được. Nếu lỡ mà nửa kia của bạn là người có tính cách nóng nảy và bạo lực như trên, cũng có thể là thông qua nhiều phương pháp để khiến cho người đó giảm bớt những bốc đồng. Về theo đông y thì với việc ăn uống thanh đạm cũng có thể khiến cho tâm tính của bạn trở nên hòa nhã hơn. Hàng ngày mặc những đồ màu sắc tươi sáng sẽ có thể cân bằng ngũ hành, giúp cho con người vui vẻ và hướng thiện nhiều hơn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay, là xin tránh ra những tướng đàn ông phong lưu và ngoại tình như những tướng người dưới đây. Thứ nhất là người có tướng mày nữ tính. Với một người đàn ông mà có đôi lông mày thanh mảnh, đây là người có nữ tính, nó đi kèm với đặc điểm là trắng trẻo thanh tú, nên vận đào hoa của người này rất vượng. Đây là một trong những điểm rất dễ nhận thấy ở tướng đàn ông ngoại tình. Người này dễ gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Nếu như không có lập trường vững vàng thì dù họ có chiều vợ hoặc yêu thương vợ con đến đâu, nhưng vướng vào vận đào hoa sát cũng khó tránh khỏi những lúc yếu lòng, nên phải tỷ lệ của những người này là ngoại tình khá cao. Thứ hai là đối với người đàn ông mà có sắc mặt hồng hào, tóc dài, trong nhân tướng học có nói thì đây là tướng mặt người đàn ông phạm vào đào hoa sát, đi đến đâu cũng có duyên ngầm. Nếu kết hôn muộn thì cuộc sống hôn nhân của người này sẽ ổn định hơn. Về thứ ba là đối với người đàn ông mà có mắt ướt long lanh, với đôi mắt ướt long lanh nó như chứa chan đầy cảm xúc và tình yêu thương của người đàn ông, sẽ khiến cho các quý cô phải gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với người có tướng mắt này thường là vận đào hoa cực vượng, rất dễ quấn hút về nữ giới. Nếu kết hôn sớm, ắt sẽ có quan hệ ngoài luồng là cái điều hiển nhiên.
Về thứ tư là đối với người đàn ông có tóc xoăn bẩm sinh, với một đặc điểm rất dễ nhận thấy ở tướng đàn ông ngoại tình, chính là người có mái tóc xoăn tự nhiên. Về chất nam tính và vẻ quyến rũ từ mái tóc xoăn bẩm sinh này của người đàn ông này là rất mạnh, và người này có sức hút lớn đối với phái nữ. Người này lại rất dễ thay đổi tâm tính nên khó kiểm soát về cảm xúc, rất dễ vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng. Về thứ năm là đối với đàn ông mà có nốt ruồi ở lòng trắng của mắt, đây là một dấu hiệu của vận đào hoa cực mạnh. Người này đi đến đâu cũng có sức cuốn hút mãnh liệt đối với nữ giới. Người này lại có tính cách phóng khoáng, thích chinh phục những điều mới lạ, nên tỷ lệ ngoại tình hoặc vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng là rất cao. Về thứ sáu là về đường vân đào hoa, nó hiển thị rõ. Với một đường vân này, nó nằm ở vùng giữa con mắt, thường là rất nhỏ, khó thể nhìn thấy, nhưng nếu quá đam mê sắc giới thì sẽ hiển thị rõ hơn. Với đường vân này, nó kéo dài qua phía đôi mắt. Đây là đường vân có số đào hoa rất nặng và rất có duyên với nữ giới. Nó đối diện với những sự cám dỗ, nếu người này không làm chủ được bản thân, rất dễ dàng bị sa ngã. Với người đàn ông này, tuy là háo sắc nhưng lại giấu điều đó rất giỏi, ít người phát hiện ra. Tuy vậy, với người đàn ông này là rất sợ vợ, nên chuyện thăng hoa, ngoại tình thường là lén lút hoặc hoạt động trong bóng tối. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.